trong cửa hàng của Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên bờ biển Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng Thanh Hạnh. Vâng, sản phẩm vừa về trong ngày hôm qua thì cũng đã được vị khách hàng quan tâm đến kênh của cửa hàng Thanh Hạnh và chốt đơn. Cửa hàng chưa kịp review lên sóng thông báo hàng về, nhưng có duy nhất một chiếc đài Latina A5 cập bến thì đã được vị khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội đã chốt đơn. Vậy những vị khách hàng đang yêu thích kênh của cửa hàng Thanh Hạnh có nhu cầu đặt những chiếc đài bên cửa hàng Thanh Hạnh cung cấp và những sản phẩm về audio thì bên cửa hàng vẫn sẵn hàng để phục vụ theo nhu cầu đam mê của quý khách hàng. Vâng, vậy clip của ngày hôm nay ngày 25 tháng 7 năm 2022, cửa hàng Thanh Hạnh xin test luôn chiếc đài Latina A5 rất gấu này để gửi cho một vị khách hàng đã chốt đơn. Vâng, và khi clip chưa được đăng tải lên kênh, khách hàng cũng đã quan tâm trang Zalo riêng của cô chủ shop và đã chốt đơn rồi. Vậy những vị khách hàng có nhu cầu sở hữu chiếc đài này thì các bác có thể liên hệ hoặc nhắn tin với cô chủ shop để chốt sản phẩm nhé. Thì khi nào có hàng thì cửa hàng sẽ thông báo cho quý vị và các bạn. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ quay chi tiết lại một lần và test nhạc cho quý khách hàng. Vâng, chiếc đài Latina cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng xin được giấu tên. Anh cũng là những khách hàng thường mua những sản phẩm bên cửa hàng rồi. Anh có địa chỉ tại phố Trần Cung gần bệnh viện E Hà Nội. Vâng, sản phẩm này thì cửa hàng sẽ gửi xe vào buổi sáng ngày mai. Anh sẽ nhận hàng vào 11 giờ trưa. Đây là chiếc đài rất đẹp luôn ạ. Đưa ta đi về Nguyễn Thủy. Cửa hàng đang test ở cửa băng số 1 nhé. Cửa băng số 1 này. Bụng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay. Bốn giờ đi dài thêm 4 giờ về. Thời gian còn lại anh cho em tất cả. Đời sáng đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui dù xuống thương quê hương và bé nhỏ tình này ngẩn trong đôi mắt đỏ vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ. Cửa băng số 2 cho quý vị và các bạn cùng nghe nhé.
nhìn sang chậm nhớ thương thầm mơ ngày mai lứa đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa sứ nhà nàng giúp cha thơm đại khách, họ hàng cô bác đều khen nhờ nàng hãy giúp tôi. Màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn giữ nhụy vàng, các nàng hiểu tình tôi. Nhưng đêm chớp sâu em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bể dâu. Biết chăng ngày sau khi ngõ về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa. Vâng, quý vị và các bạn đã được nghe cửa băng số 1, số 2 hoạt động ok. Sau đây cửa hàng sẽ test phần radio nhé. Tôi biết rằng nó lố hả? Đúng là sản phẩm Charlie đã tìm rồi. Cảm ơn bạn Quảng Kiều nhiều nhé. Đây là phần giò sóng. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Này cậu Thắng, dạ. Việc chọn sơn cho nhà xưởng mới cậu làm đến đâu rồi? Vậy, chiếc đài La Thiên Na A5 vừa về cửa hàng chịu và review lên sóng. Để thông báo hàng về thì đã có khách hàng chốt đơn, cửa hàng cũng tết luôn để gửi cho khách hàng. Và quý khách hàng đang theo dõi cảnh của cửa hàng lần này thay thì chắc cũng xa lạ gì với phụ đem đài đấy nữa. Bên cửa hàng có cả những chiếc A5, A2 khi về với cửa hàng cũng đều được khách hàng chốt đơn rất là sớm. Vâng, vậy cửa hàng cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn quý khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội đã chốt đơn bên cửa hàng ở Thanh Hải Phòng. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video cần tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Ông bà chuẩn bị đồ đạc đầy đủ cả rồi đấy này.